Chào tất cả các em. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các em cách sử dụng sở hữu cách bằng cách mình thêm phẩy S hoặc là S sau danh từ. Trước hết thì chúng ta cùng xem xét là cái định nghĩa của sở hữu cách là gì. Thì ở đây chúng ta có định nghĩa của sở hữu cách tức là một hình thức chỉ quyền sở hữu của một người đối với một người hay một vật khác. Tức là sao? Ở tiếng Việt thì mình nói như thế nào? Đây thầy có một số ví dụ cho các em. Ở tiếng Việt mình hay nói là bố của Peter, đúng không? Thì đó tức là sở hữu là của, đúng không? Hoặc là cục tẩy của bạn Nam, hoặc là cái mũ của Mary, hoặc là con gà của chú Brown. Đó là sở hữu cách, tức là của ai đó, đúng không? Cái gì của ai đó thì chúng ta gọi là sở hữu cách. Thì trước hết thì chúng ta cùng xem xét cái trường hợp sở hữu cách của danh từ số ít. Thì công thức của chúng ta là chúng ta thêm phẩy và S vào sau danh từ để tạo thành sở hữu cách của danh từ số ít. Chúng ta cùng có một số ví dụ như sau. Ví dụ như là thầy muốn nói là quyển sách của thầy giáo, thì chúng ta sẽ áp dụng theo công thức là mình sẽ có là the teacher, the book of the teacher đấy, tức là quyển sách của thầy giáo, thì mình sẽ đổi thành là the teacher's book. Đó, các em thấy thêm S, phẩy S vào sau danh từ. Hoặc là chúng ta có con chó, cái đuôi của con chó, thì mình sẽ the tail of the dog, thì mình sẽ sở hữu cách là the dog's tail. The dog's tail, cái đuôi của con chó. Hoặc là mình muốn nói con cừu của bạn Mary, thì mình sẽ nói là Mary's sheep. Mary's sheep, con cừu của bạn Mary. Các em, đối với danh từ số ít thì các em cứ thêm phẩy S vào đằng sau, thì chúng ta sẽ mình sẽ đổi như thế. Trường hợp thứ hai thì là đối với các cái danh từ số nhiều mà có tận cùng là S, như bài số 1 thầy đã hướng dẫn các em rồi đấy. Em nào quên thì có thể xem lại bài số 1 nhé. Thì khi mà chuyển sang sở hữu thì mình chỉ thêm dấu phẩy và đằng sau danh từ là được. Chúng ta cùng xem một số ví dụ. Ví dụ chúng ta nói là căn phòng của những cậu bé, đúng không? Thì chúng ta sẽ có là the boy's room. Chúng ta thêm phẩy vào đằng sau the boy thôi, chúng ta không cần thêm S vào nữa. Phẩy S chỉ đối với danh từ số ít thôi nhé các em nhé. Còn đây danh từ số nhiều và có tận cùng là S thì các em chỉ thêm phẩy vào thôi. Trường hợp thứ hai, ví dụ thứ hai là ví dụ mình có là the flowers of the girls, tức là những bông hoa, những bông hoa của các bạn gái, thì mình sẽ đổi là the girls flower. Đó, chúng ta cũng chỉ thêm phẩy và danh từ số nhiều tận cùng là S là girls, thì chúng ta có là the girls flower. Hoặc chúng ta có một ví dụ nữa, đó là gì nhỉ, những cái mũ bảo hiểm của những người công nhân, đúng không? Thì chúng ta là the helmets of the workers, thì chúng ta sẽ chuyển sang sở hữu với cái này với thêm dấu phẩy, đó là the workers helmet. The workers helmets, cái mũ bảo hiểm của những người công nhân. Tiếp theo một trường hợp nữa thầy muốn nói với các em, đó là sở hữu cách của danh từ số nhiều tận cùng không phải là S như vừa nãy, đúng không? Thì nếu mà như vậy thì chúng ta vẫn thêm phẩy S vào đằng sau như là danh từ số ít thôi. Chúng ta có một số ví dụ như là căn phòng của những người đàn ông, đúng không ạ? Ở đây là man và men, chứ không phải là đây là trường hợp đặc biệt, tức là danh từ số nhiều của man thì mình đã là man, mình biết thế này, chứ không phải là mình thêm S vào đằng sau. Thì chúng ta sẽ chuyển là the man's room. The man's room, the room of the man mà, thì mình chuyển là the man's room. Hoặc là cái bút chì của bọn trẻ con, đúng không, của mấy đứa trẻ, the pencils of the children, thì mình sẽ chuyển là the children's pencils, những cái bút chì của trẻ con, đúng không? The children's pencils. Đó.
vì là danh từ số ít của children nó là child, nó child là một đứa trẻ, và cả số nhiều đó là children, chứ không mình không phải là child thêm s và như các cái danh từ bình thường khác, vì đây nó là những cái danh từ thuộc trường hợp đặc biệt. Thì các em nhớ là những danh từ trường hợp đặc biệt khi mà kết thúc không phải là s gì thì mình nhớ chuyển sang sở hữu cách thì mình thêm phẩy s vào, và cũng giống như trường hợp là danh từ số ít như các em nhé. Và tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn các em chuyển sang sở hữu cách một số các ví dụ sau đây. Ví dụ mình có cái ô của bạn Lan, the umbrella of Lan, the umbrella of Anne of Lan, thì mình sẽ đổi là chuyển sang sở hữu cách là Lan's umbrella, Lan's umbrella. Vì đây là danh từ số ít thôi đúng không ạ, của ai đó thôi. Hoặc là cái kẹo của bọn trẻ con thì mình sẽ nói là cái đĩa kẹo bọn trẻ con mình sẽ có là the candies of the children, the candies of the children, thì mình sẽ đổi là the children's candies, the children's candy. Vì đây là children, nó là danh từ số nhiều mà không kết thúc bằng s các em ạ, thì các em phải thêm phẩy s vào đằng sau như là trường hợp là danh từ số ít. Còn trường hợp mà đây mình sẽ có là cái thức ăn của mấy con chó kia đấy, đúng không ạ, the food of the dogs, the food of the dogs, vì đây là dogs, đây là danh từ số nhiều. Khi mình chuyển sang cái sở hữu cách thì mình chỉ cần thêm phẩy vào đằng sau danh từ số nhiều thôi, thì mình sẽ chuyển là the dogs food, the dogs food. Đó, các em nhớ nhé, cả ba cái trường hợp là số ít này, số nhiều kết thúc bằng s này, và số nhiều của các cái trường hợp đặc biệt này không kết thúc bằng s này. Như vậy là bài hôm nay thầy đã hướng dẫn các em xong cách sử dụng cái sở hữu cách để nói về cái sở hữu của ai đó. Hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo.